đó, vì chất hôm nay vẫn bán là bánh chén mà vẫn bán nha, hôm qua bị chửi đó, tội nghiệp gì chứ, mà chửi chửi giờ cũng được rồi, có vàng là được rồi chứ. Yêu hai cái lắc, vợ trong vòng một tuần vô hai cái lắc với một cái vàng, trời ơi ai mà chịu nổi, ai làm lại chứ. Về đây ăn được không Trần? Ôi lá tỉ mắng nồng quá, đi taxi má ơi, sàn quá. Mấy cái bên nè, đi không anh mặc đi không em, đi công việc vậy tí đi luôn đi. Thôi, okay. Đi ai không chở mà cầm đi thôi. Ông à, ông kêu à, anh vợ để cho à, con cầm lấy thôi. Nó kêu coi á, con quỷ ngồi xe lăn. Con quỷ vậy dạ. Chửi là nát lắm đầu vậy kêu kia. Ê mày chửi hoài tắt máy ngàn cho đẻ vô công trì về đây. Tí mụ nổi mày, mày kêu bà nội coi cha. Đại gì đó gọi con chửi gì đó. Đi rồi xe lăn đĩ cái dập làm vậy đó. Cái cắt máy cái đĩ mà con nội mày, bà nội có còn sống mà kêu giúp ông trì. Mày nhức quá trời. Chửi là nát ông có lấy chồng nữa nha. Chồng lấy chồng mày quá, lấy chồng mày chồng nữa. Đúng ai cũng rồi, để cho ông cầm lấy nó hằng lại đây. Thôi má, đúng ai cũng gã hơn. Đúng ai chứ cũng đòi mừng thịt đó đó. Nay mua kim chết đó, ông chết hết 500 á. Ta đi Châu Đốc rồi bạn, đi Châu Đốc đi. Đi nghỉ đé. Đi là bên kia, bên 7, 6, 7. Bên đây đi Châu Đốc. Đủ không? Ba hẹn thứ 2, thứ 5. Bà hướng cho tiền đi với bà con xin thứ 2, thứ 5. Đi đem xe là lấy tiền à. Ở thứ mấy? Ở dưới nhà chứ có thứ mấy. Xong con, vậy nó nói thứ ba. Dạ. Ủa là sao? Chào, mình xin về. Thứ bảy mình chủ nhật rồi, mình xin về. Đi bị xin là ai? Dậu. Em quên ai? Xin trà. Trà, trà lì. Đi xin trà. Dòng đó có ai biết gì châu ở xuống đây hả? Không, 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 chỗ rồi. Có vậy chồng chị ta rồi đó mà. Giờ gọi rủ chồng ra ăn đi này chứ. Thôi chứ thấy gì chứ công nghiệp bị chất chửi quá, bị chửi lại hả? Có đi ăn nhiều. À, cũng... à lấy mía về đi luôn. Chồng bả, chồng má chồng à, ừ, cái ông cũng cái miệng nè. Đó ông cái miệng trước bị chồng chửi là đúng á. Không ai bính được. Hôm qua bà già có chất không cho tôi coi. Anh đi đẻ về với em nha. Đánh nó cho tôi coi. Nói lại gì chứ, tối ngày cáp chút nhiều cho gì sưng hoài kìa. Nói cho tôi coi. Ta nói là khiến tao đừng có ai không là chuyện của mình. Mắc gì tại gì kêu. Đó, có bà. Ta nói là ai cũng được. Bà này là vợ lớn á. Bà này vợ lớn, tôi về nhậu á. Đâu? Bà không giặt nó, đụng, bà không giặt nó, nó hoài. Trời đi, cái mất bịch bánh, ngộ quá. Ý là nói chồng chú nhiều lấy bịch, chú nhiều lấy bịch chặt bánh của gì chất á. Phải đem cho trường ca, phải đem cho đúng rồi. Ừ, ổng đem lắc mức vào lùng xùng đó đủ chưa? Rồi, trường ca cho đem. Không, không, đó xem nè. Không cho đem mà giữ luôn đi. Rồi, ổng đem lắm bữa giống bữa con lần gửi mất tiền đó. Ủa, gì cầm biết gì rồi, sao cầm kêu coi đừng đem nữa. Rồi, đem cho cứu thôi. Trời ơi, vậy mà tao thử 5 triệu. Rồi đi luôn đi. Nè, chỗ này nè. Bữa nào tao nói lời tao giao kèo nha, tao không có đếm nha, tao để nguyên si nha.
Ồ, nói chung có gì Sưng phải đếm chứ đừng có nói gì. Bất công nó hai bên nó lùng xùng nhau mệt lắm. Sưng để cái này ở đây một hồi. Trời ơi, ngồi sao nóng lắm bà. Có cướp không? Mở cướp đi anh ơi. Thôi nha. Trời ơi, con dễ kêu hết lại má đi về rồi. Quỳnh vợ ông đâu rồi? Chị Dớt, vô đây nè. Chỗ này. Anh đi ẩm gì chức vô đây đi. Đó, ghẹo chức nhau mà đòi bỏ chức. Vô cốp nè cả nhà. Rồi đó, gì cầm cũng xuất hiện trong lẹ quá à. Rồi rồi, đi trước đi Sưng. Vui vẻ mà gì cháu. Trời ơi. Ủa, cái con vàng này vàng giả hả? À, kêu mày giếng tàu đi, còn ai đứa đây á. Kêu mắm mà bò lúc lắc đi. Đó đúng rồi, chứ cứ vô lòng nha. Hôm qua được chị Bích Ngọc dẫn đi ăn cho 10 triệu. Còn 5 triệu một bữa. 100 với 5 triệu gì? 100 à? Rồi nó lộn 5 triệu luôn. Cái vô ra thì nó dạy. Còn có đi vào thì chị Bạch chị Ngọc. Thấy không? Đỏ nó vô đồ. Ra không tiện chồng thân. Một tấm 500 ngàn. Không thấy được. Chị mà thấy toàn không thấy được. Em là cái gì con? Một xăm bông cúc, một lông biển. Chị kia gì chưa? Chưa rồi. Rồi đã kêu sẽ làm cho con muốn xào tỏi cho. Rồi giờ em gọi món nha cả nhà. Rồi con canh chua. Chị nói bữa nay à? Gì? Gửi xe chưa? Gửi xe gì? Ở số xe cầm không thấy nằm ngoài. Có nào có chuyện bên đường không? Nãy xe gì đó đây? Đi xe. Xe bỏ đâu không ai lấy đâu. Đó gì cầm tranh thủ nha, còn thấy vừa xe xuống là gì? Tại vì cầm leo lên liền, gì cầm sợ bị bỏ lại. Có gì cầm? Không. Quỷ. Quỷ. Cầm đâu cái xe khăn đâu. Cầm cái xe. Rồi. Đó đây bữa nay có chú nhiều, gì chất, gì sân, gì cầm. Anh trai thêm một chiếc thằng luôn. Nước dừa của ai nè. Đó. Hôm nay chức sẽ vô quán cơm gà Hải Nam ăn nha. Đó, đây là lần thứ mấy chức cho đây ăn gì nhất. Nhất. Nè, con nghe nè. Thì chức làm như không được ăn thì sao á, lo nhìn đồ ăn hoài luôn á. Quất. Đi ăn mà ngồi nhìn bên này đỏ quá ai. Không, con cầm. Đó, canh cho lúa. Ủa, con này là của mày hả? Cầm. Cầm la mặt. Nè. Chửi được. Lấy cái xong rồi đỏ rồi sợ. Quý sẽ muốn gì sao? Đây đứt. Nó chưa. Ôi giờ còn cháy rồi. Ở bên trong họ sắm xếp chị cầm 48 à, cây đây tức là chim nhí á. Vui không? Cảm vui. Đất nạ đi chứ. Trời cũng nhiều lắm nhưng mà chứ lau bàn cái đi rồi lau mặt đi chứ. Rồi con chú cổ canh chua vô của tôi. Cái này là của chung nghe chứ. Trời mọi người thấy không? Vì chiếc canh chua vô chiếc cười như con nít vậy á. Ủa gì chiếc kêu riêng hả? Đây con Mỹ lấy cái chén kêu chiếc ăn vô ăn hết để không có gì chiếc này ăn. Bỏ tội. Bỏ tội nữa mà xin. Vào chén đi. Ờ. 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 Bà giống như quá bà nghe là nó. Tao bảo giúp cô. Ờ. Bỏ cậu rồi rồi cảm ơn rồi để
còn hút canh cho gì trước nha. Nói chung cháo lâu lâu thấy không nha, thấy nha. Tại sao không? Chào bà. Nói chung vui vẻ nha cả nhà. Nè đó, gì chức là chỉ cho ăn nước canh với miếng ớt thôi nha, để chơi chức giải nghiệp nha. Giải nghiệp thì chức nhiều quá, chức chỉ ăn ớt thôi, cho phỏng lưỡi thôi. Không thèm ăn luôn. Thế chứ là múc đàng hoàng chơi chức nha, phải có cà. Ủa này không có cá hay chức? Trời ơi, ngồi chức kỹ sao chức đòi ăn hết nguyên tô này. Tội lỗi lắm chứ. Để con vẽ miếng cá ra chơi chức nha. Chưa ăn, bỏ xuống. Ủa cái này cơm gà luộc anh? Con gà luộc. Có ăn cơm gà luộc không? Gà luộc của ai? Nói vô đây vô cơm gà Hải Nam phải ăn cơm gà luộc mới đúng bài nha cả nhà. Bài của cơm gà Hải Nam là món luộc, là món cơm gà luộc. Đó má chồng đang ăn nha. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Cái này hay gì chứ mà để chụp hình. Rồi rồi. Nhấp dùng cái thôi chứ nhấp. Cười đi. Cái cười đi. Cười đó kỳ quá. Bài tao quá. À, cái này. Chân lấy một con cái muỗng nĩa đi. Hai cái. Đó bây giờ bắt đầu là có món ăn chung nha, heo quay với gà với vịt quay, canh chua, cơm trắng nha cả nhà. Với bò xào. Còn với bò xào nữa. Đó đây có cơm pha lấu luôn nha cả nhà, rất là hấp dẫn nha. Cơm. Đó mời cả nhà dùng nha cả nhà. Cho cả ly này. Bữa còn vô chén đi. Nước sao đâu? Còn gì cơm bò xào nữa. Chị với ăn cơm không? Đây đây bốc ăn bả đây. Nè nè có. Ở cái này chén có gì trước rồi. Ủa anh ơi, còn cái bông cúc nha. Còn cái bò xào nữa. Còn một chai nữa. À, bông cúc đây. Rồi đủ rồi, đủ rồi. Đó, để một chai đây, một ly đây. Mùi gì chứ, muốn gì? Dừa. Còn cái dừa nha. Còn cái dừa nữa chưa có nha. Chức ăn gì chức nói đi, con gấp cho chức cho. Chứ cũng là giận chứ. Giận đi. Giận rồi. Giận nữa. Cái cơm cắm này thì Sơn lấy gì mà gì cầm cái muỗng gì hôm nay đồ ăn rất là hấp dẫn nha trên bàn đó, quá lâu nè. Dì cầm ăn gì dì cầm? Dạ. Không, cái của dì cầm ăn vịt mà, cơm vịt quay. Dạ. Có chú nhiều là ăn cơm xào lập cẩm, cơm xào bò,
Điện đi mà hỏi chặt ra hết. Còn gì sân là ăn cơm gà, cơm gà luộc nha, còn cũng ăn cơm gà luộc nha, còn đây còn chưa thêm một dĩa đồ ăn nha, được rất ăn cơm canh chua. Rồi chức năng bào khí thế nha. Bông con cắp thịt chơi nhất. Nghe nhất. Trời. Không hỏi gì hỏi thôi. Gì cho ăn hả? Gì cho ăn bao cậu hả? Có nói gì thân hỏi gì chứ? Ủa gì chứ có cho gì cầm ăn canh chua không? Không hả? Mà con vẫn múc cho gì cầm nha chứ. Ủa gì cầm muốn ăn canh nha, còn sẽ múc canh cho gì cầm ăn. Đó. Em thì cháu đâu. Có lên lầu này bán lên nhà chưa? À, bán ngoài đúng không? Bán gì? Không có số anh. Mấy đồng trắng đi. Đang học. Ăn đi anh. Ăn đi anh, có ăn em không?
Cũng chẳng được.
khỏi sợ ăn hiếp luôn. Ăn lên đi. Đó má chồng dụ con dâu trời ơi muốn ăn thì chức học cái muỗng vô nghĩ ăn luôn. Nghĩ là ăn thì chú no no nó chứ. Coi như kiếp này kiếp nợ gì sưng đó sưng ơn tình con sưng nợ gì chết thì chức kiếp này kiếp nợ gì sưng một ơn tình đó chứ ăn như con nít vậy. Ủa còn kiếp trước gì sưng nợ gì chết mới làm vậy. Bữa đi ăn con ốc hương anh dịch cái chứ còn bỏ về luôn. Ủa ốc nó bự quá nhặt những gì chứ không ăn nhặt về. Về không không chứ nhắm con nít chết rồi ăn hết rồi, chết rồi cà 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 trời ơi đừng mất đường á. Ủa ăn cà cà thôi nguy hiểm lắm chứ mấy gì sưng làm sạch hết đâu cũng có này có kia. Ờ Nguyễn Chi Phương Nguyễn Chi Phương cũng mời đó mọi người thấy chứ ăn có mạnh đâu đó vừa ăn 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 cá xong có nghĩ qua ăn này liền. Ở nhà nó có nấu không Thank you.